Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 27 tháng 8 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối các bạn nhé. Đây, hôm nay thì mình sẽ làm clip sớm hơn cho các bạn. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ thanh lý giá rẻ cho các bạn. Thì các bạn nào ưng sản phẩm nào mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì mình giới thiệu các bạn là chiếc sản phẩm là Samsung S7e các bạn nhé. Samsung S7e buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được là 1, 2, 3, 4, 5 6 cây Samsung S7e. Đây, 6 cây Samsung S7e nhé. Đấy, 6 cây Samsung S7e. Thì con S7e này thì mình sẽ nói sơ cua qua về màn hình. Màn hình của nó là màn hình là 5,5 inch. Độ phân giải của màn hình của nó màn hình của nó 5,5 inch. Tràn viền các bạn nhé. Này, 5 inch tràn viền. Đấy, độ phân giải màn hình của nó là QHD 2K cộng các bạn nhé. Các bạn xem phim 4K thì khỏi nghĩ luôn các bạn nhé. Mình sẽ vào xem phim 4K này. Mình sẽ kết nối wifi nghe nhạc xem phim các bạn nhé. Con S7e này thì là pin rất là trâu bò. Pin của nó là pin 3600 nhé. Đấy, pin 3600 có sạc nhanh ạ. Pin của nó là pin 3600 có sạc nhanh. Mình sẽ kết nối wifi vào để mình xem về qua này. Con này thì nó chạy là chip Exynos các bạn nhé, 8890 nhé. Đấy. Đấy. Tùy nhà mình thì có là bản công ty 2 sim và bản 1 sim cũng có nhé. Đấy thì mình này. Đây các bạn, mình camera cực kỳ sắc nét này. Đây trước nhé, các bạn bán hàng livestream cực kỳ tuyệt vời. Con S7e này các bạn mua về tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân này, hoặc là người yêu, bà xã rất là tuyệt vời nhé. Tại vì con này thiết kế nó cực kỳ đẹp. Một camera nó đẹp lắm. Nói chung là cái lúc mà thời điểm nó mới ra ấy, nó hơn 20 triệu mà. Đâm là bây giờ bên mình thanh lý các bạn vì giá cực kỳ là rẻ. Nên là các bạn yên tâm về giá đi. Về máy, màn, nói chung là máy rẻ. Đây, mình đã kết nối xem là xem phim 4, xem phim. Mình sẽ xem phim coi như là 8K cho các bạn nhé. Đây. Đây, video 8K luôn đi. 8K đây. Đây, mình sẽ vào video 8K cho bạn xem nhé. Nói thật với các bạn, xem video 8K thì khỏi phải chê luôn. Đây các bạn, xem phim 8K thì ui ôi. Các bạn, đấy, tội gì đâu. Chưa là chuẩn. Đây, mình sẽ vào xem phim này. Đấy, 8K cho bạn này. Đấy. Sắp tới có công nghệ cũng như là 8K đấy. RAM của nó là RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 32GB tùy theo máy nhé. Đây, mình sẽ vào video này. Mình sẽ vào với video 4K cho bạn nhé. Đây, video 8K nhé. Mình chơi video 8K đi. Cho nó chất đi. Nó quảng cáo hơi nhiều. Pin của nó 3600, RAM 4GB chạy nó thật với các bạn. Quá là tuyệt vời luôn. Đây, các bạn xem phim video này. 8K này. Nó thật với các bạn như kiểu ngoài ảnh luôn nhá. Cực kỳ sắc nét luôn. Đấy, video 8K các bạn khỏi phải chê luôn ạ. Đấy ạ. Đấy, các bạn nhìn video chất lượng hình ảnh video 8K thì nó quá là nét luôn. Các bạn mà nhìn thật mời thật với các bạn nó nét kinh khủng luôn ạ. Đấy. Xem đi hẳn video 8K cho bạn xem nhé. Nó thật với các bạn là tuy những sản phẩm Samsung đời đầu nhưng mà nó là một siêu phẩm của Samsung nhé, các bạn dùng rất là sướng. Để các bạn nghe nhạc cực kỳ là hay. Đây. Các bạn nghe nhạc cũng kỳ là hay này. Các bạn nghe nhạc này. Đây, các bạn nghe nhạc cũng quá là phê các bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7e này các bạn nhớ đặt hàng liền sớm nhất nhá. Và tất cả 6 con này thì bên mình đồng giá với giá cho các bạn với giá là 3 triệu đồng một con nhé. Thì mình sẽ xem vào bộ nhớ bao nhiêu. Nếu mà thêm bộ nhớ thì mình sẽ thêm một chút thôi. Hầu như là bộ nó là RAM 4GB. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhá. Con S7e, con này là bản công ty này, 2 sim 2 sóng này. Bên mình đang bán các bạn với giá là 3 triệu đồng nhá các bạn nhá, máy màu gold nhá. Đây nhà mình có mấy con S7e bản công ty. Đây, con này thì là bản 1 sim này. Rồi, 2 con bản công ty này. 3 con bản công ty này. Đấy. Đấy, nhà mình có 3 con bản công ty.
Một con xanh này, đấy, một con xanh rất là đẹp này. Bên mình cũng bán cho bạn với giá là 3 triệu đồng này. Đấy, và hai con này là bản màu gold nhé. Đấy. Hai con này là màu gold. Đấy. Đấy, máy đẹp 90 trên 90% nhé, màn đẹp không ám nhé. Tất cả 6 con nhà mình đều là màn đẹp không ám ố các bạn nhé. Tất cả là màn đẹp không ám ố. Bên mình đang bán bạn với giá là 3 triệu một con. Và đây là bọn này là bản một sim nhé. Này. Con này thì máy màu hồng, các bạn mua về tặng các bạn gái rất ok này. Đấy, bản màu hồng này. Con này là bản Hàn một sim này. Bên mình đang bán cho bạn về giá là 3 triệu đồng này. Đấy, 3 con này một sim này. Và con này là màu bạc nhé. Màu bạc đây. Đấy, màu bạc rất là đẹp đấy. Cũng bán cho bạn với giá là 3 triệu đồng nhá. Màn đẹp, tất cả nhà mình 6 con này đều là màn đẹp không ám ố nhá các bạn nhá. Đây ạ, và con này cũng là bản một sim. Bên mình đồng giá cho bạn với giá là 3 triệu đồng nhá. Các bạn nhìn đi ạ, màn đẹp trắng bốp luôn ạ. Đấy, rất là đẹp nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7e này, các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất, một là qua Zalo, số này mình dùng Zalo, và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình, và đây số chính của mình thì mình sẽ cầm theo người thường xuyên. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn phải qua trực tiếp cửa hàng mình. Và ở xa thì bên mình có ship nhá. Ở xa các bạn phải cọc trước cho mình là 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Đấy, còn các bạn có mua hàng online không ấy thì theo lời khuyên của mình, các bạn thời điểm này các bạn nên đi mua hàng online. Tại vì các bạn mua hàng online thì các bạn cứ chọn hình thức của mình nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán giúp mình nhé. Đấy, tất cả hàng như mình thì mình báo giá trực tiếp, các bạn ưng điện thoại nào các bạn nhấc máy lên hệ trực tiếp qua số tại mình, và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp và các bạn nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán thoải mái nhé. Nên các bạn cứ yên tâm về sản phẩm bên mình nhá. Đấy, lót 5 thì hôm nay nhà mình về đây, mình sẽ bỏ con S7e này ra đây thì mình sẽ xem các bạn sản phẩm S7e nhá. Thì mình sẽ tạm thời coi như là bỏ bọn S7e này lên đây. Đấy, S7e lên thì mình sẽ xem cho bọn lót 5 này. Đấy, lót 5 này. Lót 5 thì hôm nay thì mình về cũng được khá khá. Đấy. Đấy, lót 5 này. Đấy. Đấy, lót 5 này. Lót 5 thì hôm nay nhà mình về 1 2 3 4 5 6 cây, 2 4 6 cây. 6 cây Samsung lót 5 nhé. Đấy. Hai con Gray này, hai con Gray đây. Và đây là hai con Gray này, đấy, hai con này Gray. Thì là hai con này thì là màn hình thì nó bị hơi bị ám một chút nhá. Đây. Màn hình thì nó hơi bị ám một chút. Nhưng mà bản của nó là bản RAM 4GB. Đấy, màn hình hơi bị ám một chút, bản của nó là RAM 4GB này. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB nhá. Đây. Đấy. Hai con này là bản RAM 4GB này. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Hai con này, hai con này thì là màn bị hơi bị ám một chút đấy. Đấy, bản của nó đây là bản đây. Hai con này màn hơi ám một chút. Hai con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhá. Màn hình thì nó hơi bị ám một chút. Bên mình đang bán bạn với giá là 2 triệu đồng. Cấu hình của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con lót 5 này thì nó là màn hình của nó là 5,7 inch nhá. Rất là to nhá, 5,7 inch thì nó có hỗ trợ cái bút này. Các bạn vào nhà, các bạn mà có các em nhỏ mà đi học ấy, các bạn nên mua sản phẩm Samsung Note 5 này. Note 5 này có hỗ trợ tính như mà ghi chú kiểu hay lắm. Đây các bạn có thể là ghi và ghi chú đây. Đấy, rất là hay nhá. Đấy. Đây còn vẽ này. Đấy. Để các bạn bấm vào cái nút này thành vẽ này. Đấy. Các bạn không bấm vào cái nút này nhá. Ở Note 5 thì nó có bút này, các bạn bấm vào đây nó sẽ thành là kẻ các bạn kéo ô vẽ này. Đấy. Đấy, rất là hay ạ. Đấy, nó năm hai con xám nhá. Hai con màu xám Gray này thì bên mình đang bán với giá là 2 triệu đồng một con nhá. Màn hình thì hơi bị ám một chút. RAM của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB nhá. Đây. Đây và bốn con này thì là hình thức còn đẹp 90 trên 90%. Bốn con này thì là màn đẹp không ám ố nhá. Bốn con này đều là màn đẹp không ám ố. Thì chắc là bản của nó là bản 32GB hết đấy. Đây, toàn bốn con này là bản 32GB nhé. Mình sẽ xem qua xem là bản bao nhiêu GB nhé. Mình xem mình báo GB cho bạn. Đây, bốn con này hình như là bản là ấy hết, RAM 4GB để mình kiểm tra kỹ cho. Nó nằm dùng vẫn sướng các bạn. Nó thật với các bạn nó quá đẹp luôn đấy. Toàn 32GB. Toàn 32GB hết các bạn nhé.
với còn Android 6.1 này. Đấy. Bốn con này đều là bản gì nhỉ? Bốn con này đều là bản RAM gì nhỉ? Đây còn màu trắng này, hôm nay mình lòi là màu trắng rất là đẹp này. Đấy. Bốn con này đều là bản RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 32GB nhưng mà được cái là màn đẹp không ám ố nhá. Tất cả bốn cây này này, bốn cây này đều là màn đẹp không ám ố. Bên mình đang bán cho các bạn giá là 2.300.000 một con nhé. Đấy. 2.300.000 một con này, rất là đẹp đấy. 2.300.000 một con. Hai con màu gold này. Một con màu trắng này. Và có một con màu đen này các bạn nhé. Đấy, Note 5 này màu đen rất là đẹp này. Bên mình đồng giá cho bạn với giá là 2.000.000. Gì nhỉ? 2.300.000 một con nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 này tặng ông bà, bố mẹ, người thân thì các bạn nhớ tham mình sớm nhất. Note 5 thì nó hỗ trợ cái ngôn ngữ, nó chữ nó to. Đấy. Các bạn mua về tặng người thân thì cực kỳ là tuyệt vời. Điện thoại bây giờ rất là rẻ, 2.000.000 bạn sở hữu sản phẩm Samsung Note 5. Note 5 cái lúc mới ra này nó cũng là thuộc dạng là siêu phẩm. Nó nhiều tiền lắm, nó bao nhiêu tiền luôn, tội gì các bạn phải mua máy mới làm gì. Các bạn cứ mua cũ cho mình mà dùng, rất là sướng nhé. Những sản phẩm này các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi, bình thường lỗi vặt rất ít nhá. Note 5. Đây và con này còn Samsung J7/2015. Đấy, J7/2015. Đấy, J7/2015. J7/2015, con này thì có cũ theo thời gian này. Máy khách xài cũ theo thời gian. Con J7/2015 này thì bên mình đang xả cho các bạn với giá là 1 triệu đồng nhá. Con này thì là màn hình của nó là màn hình là 5,5 inch nhá. Đấy. Màn hình cực kỳ là to, 5,5 inch. Con J7/2015 này thì hai SIM hai sóng. Bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1 triệu đồng các bạn nhá. Đấy, 1 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu sản phẩm Samsung J7/2015 này rất là rẻ, rất là ngon, bổ rẻ cho các bạn nhá. Đây, và con đây là con Oppo A37. A37 thì con này là 1 triệu các bạn nhé. A37 thì 1 triệu đây. A37 thì 1 triệu. Con này A37 của nó là RAM 2GB. Bộ nhớ trong là 16GB các bạn nhé. Đây, hình thức là máy đẹp 90/90%. Con này thì khách dùng rất là dữ nhé. Bên mình đang bán các bạn giá là 1 triệu đồng nhé. Con Oppo A37 thì 1 triệu các bạn nhé. Này rất là rẻ. Còn các về chip, các bạn muốn biết thêm chung tít về máy, các bạn có thể lên Google search giúp mình nhé. Xuất thêm giúp mình nhá. Và đây là con Oppo F5 này. F5 thì hôm nay mình vừa mình về thì con này xong. Con Oppo F5 này. Đây, Oppo F5. RAM của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, Oppo F5 hình thức máy còn đẹp 90% các bạn nhá. Đây. Oppo F5 máy màu xanh đi ạ. Đấy, máy màu xanh này rất là đẹp nhá. Đấy, con này là bản công ty, hai SIM hai sóng. Bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.800.000 nhá, con Oppo F5 đi ạ. RAM của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Đấy, máy đẹp 90% các bạn nhé. Máy màu xanh rất là đẹp ạ. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F5 này các bạn nhé, hàng lần sớm nhất nhé. Đấy, bên mình đang bán bạn với giá là 1.800.000 nhé. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân thì khỏi phải chê các bạn nhé. Và con đây là Samsung J7 Prime này. Đấy, J7 Prime này. Con này J7 Prime này. Samsung J7 Prime, cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này là bản công ty, hai SIM hai sóng. Hình thức máy còn 90%. Đấy, bên mình đang bán với giá là 1.550.000 các bạn nhá. Nhà mình nay còn một chiếc này, một chiếc màu hồng này. Bên mình đang bán với bạn giá là 1.550.000. Samsung thì hỗ trợ phông chữ cực kỳ là to đấy. Các bạn có thể là chữ vào phông chữ đấy. Tội gì các bạn đây? Màn hình các bạn vào phông chữ đây. Các bạn ví dụ nhà các bạn mà có cụ cao tuổi các bạn đây. Kích vào phông chữ này, tội gì các bạn phải mua máy mới làm gì đâu đây. Rất là to, tặng người già cực kỳ là tuyệt vời nhá. Mà pin con này thì pin hơn 3000. Hai SIM hai sóng, các bạn có thể lắp một SIM vào mạng, một SIM nghe gọi rất là ok nhá. Tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân thì quá tuyệt vời. Và nào thích sản phẩm Samsung J7 Prime này các bạn nhân hàng lần sớm nhất 1.550.000 các bạn nhá. Và tiếp theo con này là Samsung J7 Plus. J7 Plus con này là 2 triệu đồng các bạn nhé. Samsung J7 cộng con này là bên mình đang bán bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. J7 cộng thì hôm nay mình vừa mới về là con này xong. Con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng nhé. J7 cộng đây ạ, 2 SIM 2 sóng. Hình thức máy còn 90% các bạn nhé. Đây, màu gold nhé. Rất là đẹp ạ. Bên mình đang bán với bạn với giá là 2 triệu đồng đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Plus thì các bạn có thể hàm được sớm nhất. Bên mình đang bán bạn giá 2 triệu đồng. Con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Màn hình của nó là 5,5 inch. Đấy, màn hình 5,5 inch là giống con J7 Prime này. Đấy, nhưng mà cái chip RAM của nó thì cao hơn các bạn nhé. Đấy, hai camera nó khác nhé.
Và đây là sản phẩm Samsung A8, A7 hay à gì nhỉ? Hôm nay nhà mình vừa về được con này Samsung A8 2018 đấy ạ. A8 2018, con này thì là hai con này thì là đẹp zin keng luôn các bạn nhá. Hai con này thì là gì nhỉ? Máy zin keng luôn này. Hai con này thì là máy đẹp là 98-99% luôn này. Máy đẹp như là mới luôn này. Máy đẹp như là mới luôn, 98-99% nhá. Hai con A8 2018 này. Đấy, A8 2018 thì mình cũng nói sơ cua qua. Thì cấu hình của nó là RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Đây, đây mình sẽ đổi sang ngôn ngữ Việt Nam cho các bạn để chọn để xem. Đây. RAM của nó là RAM 4GB, pin thì nó đang bị còn 3% thôi. Đây. A8 2018 máy đẹp 98-99%. Đấy, RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB nhé. Đấy. Đấy. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đây. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB nhé. Đây, A8 2018 đấy, máy đẹp. Hai con A8 2018 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.600.000 một con nhé. Máy đẹp như kiểu là mới luôn, các bạn chỉ có thả hộp là thành máy mới nhé. Đấy, hai con này các bạn thả hộp là thành máy mới nhé. Bên mình đang bán cho bạn với giá cực kỳ là rẻ. 2.600.000 một con. Con này thì nó màn hình của nó 5,8 inch. Dùng rất nhỏ gọn nhé, không to quá mà không nhỏ quá các bạn. Mua về tặng hoặc là dùng rất là tuyệt vời nhé. Nó nhỏ gọn chắc chắn lắm. Các bạn chắc chắn mà đẹp nhé. Rất là đẹp. Đây ạ. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con Samsung A7 2018 đấy ạ. A7 2018 thì con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. A7 2018 đấy ạ. Con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng. Máy màu xanh cực kỳ là đẹp đấy ạ. Đấy, A7 2018 đấy ạ. Máy màu xanh cực kỳ là đẹp. Hình thức con này còn đẹp còn 90/90%. Đấy, A7 2018 con này là bản. Để mình sẽ xem nó là bản gì các bạn nhé. Bản bao nhiêu ghi nhé. A7 2018 này, nó là 3 camera này, 1 đèn flash các bạn nhé. Mình sẽ xem bản của nó là bản RAM bao nhiêu ghi nhé. Đấy, A7 2018 của nó là bản công ty 2 SIM 2 sóng. Đấy, máy đẹp len keng này. Đẹp 90/90%. Máy màu xanh rất là đẹp đấy. A7 2018.